Chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha mọi người. Thì cái video vừa rồi á, thì Lộc tẩm bổ cho vợ, Lộc mua hải sản đồ này kia gì cho vợ Lộc ăn á. Thì đâu phải là lúc nào Lộc mua cho vợ Lộc ăn đâu, mà cũng có rất nhiều bạn lên nói rồi ăn này kia, ăn cho có mạng đồ vô rồi ăn cho chết hay sao mà ăn dữ vậy đồ này kia. Nói chung là lâu lâu Lộc mới mua gì đó cho vợ Lộc ăn thôi, chứ có tiền thì mình mua cho vợ mình ăn, chứ mình đâu có biết được là mình sống này chết mai đâu mọi người. Thì có rất nhiều bạn đồng cảm cho Lộc thì Lộc rất là cảm ơn mọi người. Còn những cái người mà hay nói mình ăn uống đồ cái gì cũng nói á, thì nếu mà không thích xem thì có thể đi kiếm cái khác xem cũng được, chứ nói những cái lời đó ra thì nói chung là đặt vô cũng buồn quá mọi người đó. Nên là hôm nay Lộc nói cái đó cho mọi người hiểu. Còn hôm nay thì Lộc làm một cái video đó là Lộc sẽ xây cái hàng rào này cho bà mợ Lộc nha mọi người. Đó, Lộc xây cái hàng rào, Lộc máu căng dây ở ngoài kia. Thì ở đây có đá chĩa nè, rồi gạch nè, rồi cái đống cát này nữa nè mọi người. Thì có đầy đủ hết rồi. Thì lúc đầu thì tính là xây đá chĩa, nhưng mà Lộc nghĩ xây đá chĩa ở dưới nữa thì mất công, nó lâu quá. Rồi thôi Lộc sẽ trồng trụ rào rồi Lộc xây gạch thôi nha mọi người. Thì nói chung là lũi này Lộc không có cầm cái mic theo nên tiếng nó hơi nhỏ, cái gì mọi người thông cảm cho Lộc nha mọi người. Thì bây giờ Lộc sẽ dẫn mọi người đi luôn, Lộc sẽ chỉ cho mọi người cái chỗ mà Lộc hay dạy phụ hồ luôn nha. Đó, thì đất ở ngồi đây là đất của nhà nước nha mọi người, người ta bán là chi lô hết rồi. Nên mở là xây hàng rào này, sợ người ta sau này người ta xây người ta lấn vô mình sợ, bày mở bày sợ nha mọi người, nó lại xây luôn. Đó, nói chung là căng dây theo cái hàng rào. Hồi kia đây là cái hàng rào bằng cây, nhưng mà bây giờ mình căng vô luôn. Hồi kia nó là cái hàng rào cây thôi nha mọi người. Nói chung là căng cái dây bày mở bày chỉ ở đâu thì mình căng ở đó, nó đúng cái hàng rào hồi xưa thôi. Thì ở đây là hôm bữa Lộc có livestream Lộc đổ 4 cái cây này rồi. Thì hôm nay Lộc đổ thêm 7-8 cây nữa để cho trồng đủ cái trụ rào này. Chứ mình bây giờ mình đi mua cái trụ ở ngoài á thì nó không có chất lượng bằng mình tự đổ nha mọi người. Nó rất là dễ gãy luôn. Cái cây trụ rào người ta bán nó thiệt cho nhiều khi nó ốm nhách thì nha mọi người. Còn ở đây mình có mấy trộn đồ, mình có cát, có sạn, mình tự đổ luôn thì nó chất lượng hơn. Đó, thì đây là 4 cây nè, Lộc đổ sẵn hồi bữa livestream dạy học nè. Còn Lộc mới ban ra Lộc đổ dưới đây nè. Lộc nói chung là khỏi cần lốp bao chứ mang luôn, tại vì cái đất này nó cứng, ở dưới nó cứng rồi. Còn sát đây, sát hôm bữa Lộc dạy học đây thì Lộc lấy đây Lộc làm cái đó luôn. Đó rồi, ngay chỗ cái đây, cái chỗ mà dạy học thì Lộc mới ban ra rồi. Đó, chuẩn bị Lộc dạy cái môn khác nha mọi người. Đó, mấy trộn hồi bữa giờ Lộc đỡ trong đây đó có dạy học này, tại vì ở nhà là xây cái nhà đã lên hết cho bỏ, hết cho bỏ rồi, bỏ ngoài đó thì nó chặt chỗ quá. Đó, đồ đẹp rồi. Nói chung là cái nào quan trọng là Lộc đem vô trong kia Lộc cất cho nó an toàn. Thôi bây giờ Lộc sẽ bắt đầu Lộc đổ cái này nha mọi người. Tới nay thì Lộc đào lỗ rồi Lộc dựng trụ luôn rồi. Trụ thì ngày hôm qua mới ấy, nhưng mà bây giờ dựng xuống chưa cái kéo lớn.
cho bây giờ mày kéo lưới luôn là nó gãy trụ, tại vì máu đổ ngày hôm qua, còn hồi bữa máu đổ 4 trụ kia thì nó cứng rồi, còn 7 trụ đây thì nó còn chưa có cứng á mọi người, nên dựng đỡ rồi có gì đổ bê tông xong rồi xây, xây xong rồi mới kéo lưới nha. Thì trụ đây lập dựng đỡ thôi chứ nó cũng chưa có thẳng gì lắm, khi nào đổ bê tông xuống rồi lập chỉnh sau đó. Thì nói chung là cái hàng rào này á thì nó không có thẳng nha mọi người, tại vì lọc đi lọc làm theo cái hàng rào cũ á, cho giờ lấy thẳng thì nó sẽ mất đất bên đây nha mọi người đó. Còn cái khúc bên đây nè, khúc bên đây là còn thiếu lại bê trụ, lọc tính nữa một trụ đây rồi một trụ đây rồi một trụ sát mép cái hàng rào đây nữa là thiếu bê trụ á, thì lọc đang đổ đây nè. Bây giờ lọc trộn bê tông, lọc đổ hết cái hàng trụ đó xong rồi lọc que, lọc đổ cái này luôn, đỡ ngày mai lọc ngành cái này đó dành lọc dạy học luôn cũng được. Thôi bây giờ lọc sẽ bắt đầu đời lọc trộn bê tông nha mọi người. Sáng giờ lọc với ông bé Trì với ông Tý thì làm cái hàng rào này cũng gần xong rồi mọi người đó, thì xây tới ngay khúc này là xây lên bê lớp rồi, còn cái lưới 40 thì nó 1m2 là nó phủ, nó đụng xuống cái lớp gạch luôn á mọi người đó. Rồi cái đây rồi là lọc đầu lỗ nó tới này, lọc dạy học nha mọi người đó, lọc chừa lại có bê cái trụ hồi que lọc mối đó cho mọi người rồi đó, tới này lọc trồng luôn. Rồi hiện tại thì lọc mới mua cái sườn nha mọi người, quay tới cho mọi người xem đó, thì ông Bí Trì nó đang ấy nè, sườn ấp chao nè mọi người, sáo sáo lên cho nó đều lên, thì nãy giờ ông Bí Trì nó sáo lên khoảng chắc cũng 5-10 phút rồi mọi người, sáo kỹ lên rồi kỹ rồi bưng bưng tới đây rồi bỏ vô luôn. Nói chung là lọc là bữa giờ làm đây mệt quá nên là làm đây ăn thưởng thức nha mọi người. Rồi lấy đã đũa gấp bỏ ra. Rồi cái lò than hồi nãy giờ lật rồi cũng làm xong rồi. Bí Trì đứng ở bên đây nè. Cho quay cái đít vô đó sao được. Đó.
nói chung là làm ăn ngay đây luôn cho nó thoải mái. Đó, đây là sườn à, sườn nhưng mà cắt ra nha mọi người, bỏ vô nguyên miếng thì nó lâu chín quá nên là cắt ra cho nó dễ chín. Mọi người nhìn để không, nhìn cái sườn để không, nói chung cái sườn này Lộc nghĩ là nướng cũng 2-3 tiếng đồng hồ chứ không phải ít đâu, nướng kỹ mà nó vàng lên nữa là nó lâu. Nó bỏ sữa chua ra cho nó đều cho dễ chín. Nó thiệt ra đi làm á, đi làm thì thấy nó phỉ nha mọi người, mình mà bỏ sức lực ra mình làm á, rồi mình ăn uống thì thấy nó thoải mái, còn mình nằm ở nhà không thì nó mệt lắm. Đó, rồi cái đây đỡ lại để chút nữa có gì nhũ nhũ lên biết không, cho nó đều lên cho nó ngon. Thì hồi nãy giờ Lộc nướng xong rồi nha mọi người, mà hồi nãy giờ Lộc ăn gần hết rồi, mà hồi nãy giờ chưa bấm máy nha mọi người. Quẩy đèn thiệt rồi, hồi nãy giờ ăn cái cây này cây thứ hai rồi mà chưa bấm máy. Đây, để ăn xong hết cây thứ hai để mà xem lại mất hồn. Quẩy thiệt luôn à. Lộc tính ăn hai cái là Lộc cũng cái kiểu Lộc cũng chưa no hung, nhưng mà Lộc ăn hai cái đâu rồi Lộc tắt máy rồi Lộc xin Lộc kết thúc. Nhưng mà tới đó thì tới thì thấy chưa bấm, đúng là quẩy đèn thiệt luôn á. Thôi bây giờ đó Lộc gửi lại anh mời mọi người khác, Lộc mời mọi người lại, anh biết gì mời mọi người lại nha. Em bỏ cái ra xuống đi, đợi nữa anh Châu không cho anh mời mọi người. Thôi bây giờ Lộc mời mọi người lại nha, ăn hai cây rồi giờ phải mời tiếp nè mọi người. Mọi người xin nên là hồi nãy giờ nó nóng, nó hết nóng luôn rồi, nó cũng hơi hực hực lên chút thôi. Ăn xong rồi chưa review, nói chung là có xe lách rồi vua này nha mọi người. Hôm nay Lộc review nhanh cho mọi người luôn, quái thiệt luôn á. Nãy giờ quay cũng kẻ hơn 10 phút rồi, xem lại chưa bấm máy. Mọi người nhìn cái thịt nó vàng gớm không, đỉnh cao. Nãy giờ ăn hai miếng rồi mà nó vẫn ngon. Tán chi mời em, chi nãy giờ ăn miếng này gần hết rồi nha mọi người, giờ nó phải mời tiếp, mời tiếp và lấy cây khác gặm luôn, rồi chấm vô gặm luôn. Em mời mọi người, hồi nãy là nó có be miếng thịt dúng đây nè. Ảo thằng bé nói sao ngon, vừa ăn không? Nói chung hồi nãy cũng lúc đầu cũng nãy lúc mà chưa bấm á cũng nói trong video là vừa ăn đồ này kia rồi, giờ phải nói lại thêm lần nữa nó hơi quả đèn. Sai sót kia luôn. Nãy giờ quay đúng ngon luôn á. Xem lại không có video. Nãy mà lỡ mà ăn hết luôn rồi lấy gì review lại. Không, em biết chứ nó anh giỡn. Anh cứ tưởng giỡn rồi chứ, anh thiệt. Nói chung cái sườn á mọi người, cái đợt trước Lộc nướng cái sườn kia thì nó bị cái kiểu mà nó nướng 2-3 tiếng đồng hồ luôn,
mà nay lọc nướng bằng cái gạch lọc sắt xung quanh, cái lửa nó không có bay ra hoài mọi người, nướng nó đúng nhanh chín luôn. Nướng chắc được 25 phút rồi. À, coi nửa tiếng đổ lại à. Mà nó vàng là chín rồi. Chín giòn rồi, hồi nãy anh rốt tốt. Lúc đầu ăn ngon hơn, lúc đầu mình bắt đầu ăn thì mình nó ngon hơn, còn bây giờ mình ăn cái kiểu nó ít ngon lại, tại mình ăn hai cây rồi mà. Thôi hơn cái trường nữa ăn nướng kìa. Trường đục. Nói chung là hồi bữa là đặt nướng thịt, nguyên miếng thịt là ở ngoài nhà lúc mà đang làm nhẹ. Còn cái sườn thì đợt trước là đặt nướng sườn, nướng ớt hay sao, nướng cho cái kênh của Kim Tỷ nha mọi người. Cái sườn này đúng nạt luôn. Hồi nãy mấy miếng đầu cục này thì to luôn. Mấy miếng đầu, cái cục nãy Lộc đưa cho mọi người, cái miếng nó giống như là cái miếng, giống như cái lá cờ vậy, đúng không? Thánh nhà trong cục thịt to đây rồi. Nói chung là cái thịt này á là của, nói chung là mé Lộc mua của bà cô Hai nha mọi người. Thì nói chung là bà mé là thứ 8, còn bà cô Hai là thứ 2 á. Thì bà cô Hai bà bán thịt heo á, nên là thịt đồ bà lựa mấy cái ngon không à nha mọi người. Nói chung là Lộc đang ở nhà ông cậu một làm cái hàng rào này, mà do là hai thằng em nó Lộc sợ quay chung rồi nó ngại mọi người, nên Lộc có gì Lộc đỡ phần lại cho hai thằng em, chút nữa Lộc quay xong rồi có nó ăn sau, còn bên em Lộc ăn review cho bọn người xem. Cánh người hai cục luôn, hai cục nữa không? Trên này với anh món một cua. Mình nói luôn. Hồi chưa ăn cơm chưa? Chưa. Lúc đầu cắn vô nhìn đẻ hả? Ngon nóng nữa. Thơm. Lúc mới bắt xuống mà lửa nó máu vừa ấy xuống á, lúc mà Lộc ăn nó còn nóng luôn mà cầm không được luôn mà. Được, con bò chạy ra hoài luôn trời. Bò ui ui. Ăn hết cây thứ hai rồi nè, cây thứ ba rồi. Cây này đúng thịt nhiều rồi. Giờ cái kiểu nó ớn ớn không? Thì nói chung là chắc Lộc xin kết thúc video tại đây luôn rồi mọi người. Do là nãy video nó bị chưa bấm màn hình, bây giờ thấy nó tiếc thiệt cho. Lúc đầu ăn review đúng ngon luôn, giờ review cái kiểu nó ăn nó no rồi, review nó ít ngon quá. Và thôi nói chung là Lộc cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Lộc nha mọi người. Rồi bây giờ Lộc sẽ chào mọi người và hẹn mọi người video sau. Bye bye mọi người, bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người.